Xin chào toàn thể quý hàng. Hôm nay Trọng Thơ ngồi lại và để tâm sự với toàn thể quý hàng trong thời gian vừa qua và thời gian sắp tới. Thì tại sao bất động sản Bình Phước lại hot như vậy? Và điều gì khiến các nhà đầu tư trong cả nước lại đổ bộ về đầu tư vào bất động sản Trơn Thành, Bình Phước? Về thứ nhất thì Trơn Thành, chúng ta có thể nhìn về vị trí địa lý. Thì vị trí địa lý của huyện Trơn Thành thì giáp với lại các tỉnh là đầu não, là những cái vị trí kinh tế quan trọng của cả nước như Bình Dương. Trơn Thành, Bình Phước cách thủ phủ công nghiệp là Bình Dương là 40 km nha quý vị, và cách trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 80 km, với 1,5 giờ đồng hồ chúng ta di chuyển là tới Trơn Thành, Bình Phước tính từ Thành phố Hồ Chí Minh. Và về địa hình thì chúng ta có thể thấy là địa hình bằng phẳng, phía tây thì giáp Tây Ninh, phía đông thì giáp với lại Đồng Xoài, phía nam thì giáp với lại Bình Dương, và phía bắc thì giáp với lại Lộc Ninh và cửa khẩu Campuchia. Vị trí thuận lợi, địa hình bằng phẳng, giúp phát triển công nghiệp, giúp chúng ta khi chúng ta xây dựng nền tảng, xây dựng giao thông, xây dựng văn phòng, chúng ta có thể xây dựng các công ty, chúng ta sẽ không phải tốn nhiều chi phí san lấp mặt bằng. Đây là một yếu tố quan trọng để chúng ta đầu tư vào bất động sản tại Trơn Thành, Bình Phước. Và yếu tố thứ hai chúng ta có thể nói đến về yếu tố giao thông. Khi thị trường bất động sản phát triển, yếu tố giao thông góp phần quan trọng trong việc phát triển bất động sản. Và hiện tại thì Trơn Thành đã hiện hữu những trục đường chạy qua, gồm quốc lộ 13 chạy từ Hồ Chí Minh, chạy qua Bình Dương, qua Trơn Thành và đi cửa khẩu Hoa Lư. Quốc lộ 14 nối thẳng từ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên về Trơn Thành và đi Tây Ninh, kết nối về quốc lộ 22 về sân bay Tân Sơn Nhất. Yếu tố thứ ba về giao thông là đường Hồ Chí Minh kết nối từ các tỉnh phía Bắc qua các tỉnh miền Trung về qua Trơn Thành và chạy đi hướng Long An và các tỉnh miền Tây. Đây là những tuyến giao thông đã hiện hữu. Và ngoài ra thì có các trục đường tỉnh, đường huyện và những trục đường huyết mạch. Để nói về giao thông thì Trơn Thành cực kỳ phát triển về giao thông. Trong 2023 đến 2025 thì phát triển những trục cao tốc chính gồm cao tốc Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trơn Thành với tổng chiều dài lên tới 69 km, cao tốc Trơn Thành Gia Nghĩa Đắk Nông 140 km sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ các vùng trọng điểm kinh tế kết nối qua Trơn Thành. Và đặc biệt có đường sắt xuyên Á nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đi cửa khẩu Hoa Lư sang nước bạn Campuchia. Đây là một yếu tố rất là quan trọng, và Trơn Thành là một vị trí then chốt để chúng ta di chuyển đi khắp nơi. Về giao thông thì Trơn Thành gọi là thông tứ hướng nha cả nhà, và giao thông mở. Đây là một yếu tố rất quan trọng để chúng ta đầu tư vào bất động sản. Và tiếp theo là quy hoạch khu công nghiệp. Thì quy hoạch khu công nghiệp ước tính tới năm 2030 thì Trơn Thành sẽ trở thành thủ phủ công nghiệp, cũng là thành phố công nghiệp lớn nhất cả nước. Và nói riêng về Trơn Thành, còn nói chung về tỉnh Bình Phước, thì tới năm 2030 diện tích công nghiệp lên tới 18.000 ha nha cả nhà. 18.000 ha, một con số khủng để phát triển một vùng đất trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước. Và Trơn Thành, Bình Phước cũng là một trong những 8 tỉnh phát triển kinh tế mũi nhọn của cả nước chúng ta. Và chúng ta có thể thấy hiện tại Trơn Thành đã có những khu công nghiệp như khu nghiệp Trơn Thành 132 phát triển từ năm 2004 với diện tích 200 ha và đã có hơn 10.000 công nhân lao động và sinh sống. Trên khu công nghiệp Minh Hưng 3 và Minh Hưng Hàn Quốc kết nối với khu nghiệp Shinjuku Nhật Bản, hai khu công nghiệp này có tổng diện tích lên tới 1.700 ha, đã hoạt động từ năm 2009 tới nay, và hiện tại đã có 50.000 công nhân đang lao động và sinh sống, và đã thu hút rất là nhiều nhà đầu tư về khu vực này. Và tiếp theo chúng ta có thể nhắc tới một chủ đầu tư lớn uy tín nhất cả nước, đó là chủ đầu tư BKMX, đã phát triển mạnh ở các huyện tại Bình Dương như V-Ship 1, V-Ship 2, khu công nghiệp Mỹ Phước 1234, khu nghiệp BKMX Bảo Bàng, khu nghiệp V-Ship 3 tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Và từ năm 2018, BKMX về quy hoạch khu công nghiệp BKMX Trơn Thành với tổng diện tích lên tới 4.633 ha, được BKMX quy hoạch 50% công nghiệp và 50% đô thị, vị trí nằm ngay lõi thị xã Trơn Thành và có những trục đường quốc lộ 14, quốc lộ 13 và đường Hồ Chí Minh chạy xuyên qua. Tiếp theo đó là có trục đường tỉnh Minh Thành Hạ Long chạy qua, kết nối An Long, Phú Giáo, Bình Dương về với thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
thì đây là một trong những khu nghiệp lớn nhất và ước tính sau khi lấp đầy, khu nghiệp này sẽ thu hút 240.000 công nhân về đây lao động và sinh sống. Tiếp theo là yếu tố về quy hoạch hành chính. Quy hoạch hành chính thì Trơn Thành chính thức bước lên thị xã ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022, là cách đây 1 tháng nha các vị. Và khi mà vị trí chúng ta được lên thị xã rồi, chúng ta có thể thấy so sánh với các vị trí của cả nước, các thị xã, trung tâm thị xã của cả nước thì Trơn Thành cũng đang phát triển mạnh để trở thành một khu đô thị sầm uất, một khu đô thị thông minh. Và Trơn Thành thì hiện tại chúng ta phải nói một yếu tố nữa quan trọng, là yếu tố thứ 5 để phát triển được bất động sản tại Trơn Thành, mà được các nhà đầu tư chú ý và đổ bộ vào đầu tư, rót tiền vào đầu tư tại Trơn Thành Bình Phước, đó là yếu tố về giá. Tất cả những yếu tố trên đã nêu lên sự phát triển mạnh mẽ của Trơn Thành, và giá ở đây rất là quan trọng. Giá hiện tại về giá thì Trơn Thành Bình Phước giá dao động từ 3 triệu là đất dân sổ sẵn bên ngoài đến 10 triệu đất của các dự án như khu nghiệp BKMX và những dự án bên ngoài, thì chúng ta có thể so sánh giá hiện tại chỉ dao động từ 7 triệu cho đến 15 triệu trên một mét vuông, mà đất nằm ngay lõi trung tâm thị xã, tiện ích xung quanh đã đầy đủ, giao thông thì giao thông mở. Thì tất cả những cái thị xã trong cả nước chúng ta có thể thấy, chúng ta so sánh với các thị xã như thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An ngày trước thì giá đất dao động khoảng 18 đến 25 triệu trên mét vuông, nhưng hiện tại Trơn Thành mới từ 7 đến 15 triệu mét vuông thôi. Thì đây được gọi là vùng trũng về giá, nước đổ về vùng trũng, và vùng trũng về giá thì các nhà đầu tư đổ tiền vào, rót tiền vào đầu tư và chắc chắn sẽ thắng và luôn luôn thắng khi chúng ta đầu tư vào bất động sản Trơn Thành Bình Phước. Và yếu tố công nghiệp đã thúc đẩy Trơn Thành Bình Phước trở thành một trong những huyện mạnh nhất tại Bình Phước hiện nay, và để sánh tầm cùng người Anh là Bình Dương thì Trơn Thành Bình Phước có chủ trương 2030 lên tới thủ phủ công nghiệp, và khu vực này sẽ là mũi nhọn đầu tàu kinh tế của cả nước. Quý hàng quan tâm tới bất động sản công nghiệp liên hệ ngay cho Trọng Thơ và những anh em bất động sản Centerland để chúng ta nắm bắt cơ hội đầu tư, lựa chọn cho mình những vị trí thích hợp nhất, giá cả vừa túi tiền và chúng ta có lợi nhuận tốt trong thời gian sắp tới. Trọng Thơ xin chào và chúc hàng đầu tư thành công nhé.